Fan chạy dự án ủng hộ Chibu tại chung kết đạp gió 2023 không thua kém idol Hàn Trung. Phủ sóng ga tàu điện ngầm, chạy màn hình LED khổng lồ, trang trí xe buýt, những hoạt động khuếch trương hình ảnh công phu nhất đã được cộng đồng fan Trung của Chibu lên kế hoạch tỉ mỉ để tiếp rước cho idol trong hành trình chinh phục chung kết đạp gió 2023. Kể từ khi bắt đầu tham gia chương trình đạp gió 2023, trải qua sân khấu ra mắt cùng 5 lần công diễn, Chibu đã chinh phục tình cảm từ đông đảo khán giả trong nước lẫn quốc tế nhờ những nỗ lực đem đến các sân khấu hoàn hảo qua mỗi vòng thi để thể hiện sự chờ đợi và ủng hộ dành cho giọng ca đóa hoa hồng. Cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ ở Trung Quốc đã cùng nhau chuẩn bị loạt dự án khủng để ủng hộ cho Chibu vào ngày ghi hình chung kết đạp gió 2023. Ngày 17 tháng 7 tới, một hoạt động thuộc dự án này là sử dụng xe buýt 2 tầng có in hình ảnh của Chibu quảng bá cho sân khấu tại vòng chung kết của cô. Cận cảnh demo xe buýt được phủ kín ảnh của Chibu. Khu vực dành cho người hâm mộ của Chibu tại điểm ghi hình chung kết cũng được các fan sớm đánh dấu chủ quyền. Vị trí đắc địa gần kề địa điểm ghi hình được fan Trung đánh dấu. Bên cạnh đó, fan của Chibu còn chơi lớn khi quảng cáo hình ảnh nữ ca sĩ trên màn hình LED khổng lồ. Cộng đồng người hâm mộ xứ Trung còn kêu gọi khán giả Việt gửi những video liên quan đến Chibu để cùng nhau thực hiện dự án đặc biệt này. Tại ga tàu điện ngầm ở nơi ghi hình, fan thực hiện dự án thuê loạt biển quảng cáo tại đây để tiếp ứng cho Chibu bắt đầu từ 9:30 đến 22:30 ngày 15 tháng 7, tần suất 15 giây trên 60 lần, thống trị màn hình trong 15 phút từ 18:00 đến 18:15 với 12 màn hình ngang lẫn dọc đều là ảnh của Chibu qua các vòng công diễn ở đạp gió 2023. Các hoạt động khác như chuẩn bị quạt gió, cờ cửa lớn in hình Chibu, phát banner tại điểm ghi hình đều được các fan lên kế hoạch tỉ mỉ để tiếp ứng cho thần tượng. Bên cạnh sự ủng hộ của khán giả xứ tỷ dân, người hâm mộ Việt Nam cũng đồng loạt kêu gọi đẩy hashtag cho Chibu trên mạng xã hội Twitter nhằm giúp cô được nhiều người biết đến hơn. Chung kết đạp gió 2023 sẽ được ghi hình vào ngày 17 tháng 7, phát sóng vào lúc 16:30 ngày 21 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Với những nỗ lực và phong độ tốt của Chibu đang làm trong suốt chương trình, khán giả đặt kỳ vọng lớn vào một màn ra mắt trong đội hình chiến thắng của Chibu